Xin chào anh em, đây là Redmi K50. Hiện tại thì nó đang chạy ROM EU thông báo ngon rồi. Vậy thì hiệu năng của nó như thế nào? Mời anh em xem video. Redmi K50 được hỗ trợ rất nhiều là bản ROM EU. Mới hôm trước đã ra rồi, K50 Ultra chưa thấy thêm mà con này lại thêm một cái bản ROM mới. Mình đã lên Mi Firm tải về và cập nhật lên một cách rất dễ dàng luôn. Anh em nhìn ở đây nhá. Hiện tại thì nó đang là MIUI 14.0.4. Mình chia sẻ là lúc đầu cài ROM thì nhiều anh em thấy là cái phông chữ nó rất xấu. Để fix lỗi phông, anh em sẽ vào phần chủ đề cho mình. Và đương nhiên là bấm sang cái phần phông chữ. Lúc này ở đây có quá là nhiều, nhưng mà mình sẽ chia sẻ anh em một cái phông. Anh em bấm vào là Winner. Xong rồi tìm kiếm, nó sẽ ra được cái Shine Winner này, gọi là người chiến thắng. Áp dụng vào, lúc này thì đã không bị lỗi phông rồi, nhưng mà lại có một cái là chữ hơi nhỏ. Anh em bấm vào phần hiển thị cho mình và bật cái phần phông chữ này, kéo lên hết nha, sẽ không bị lỗi phông nữa. Chúc anh em thành công. Ở đây mình chia sẻ một số máy đã có phiên bản MIUI 14 EU chính thức. Anh em có thể vào cái đường dẫn ở đây để tải về cài đặt. Còn cách cài đặt thì mình sẽ để link luôn ở trong phần mô tả nhé. Mình sẽ chơi game từ nhẹ đến nặng luôn. Để chơi ngon hơn ý, thì anh em cứ cho hết vào cái phần game turbo nhé. Điểm trừ là máy sẽ bị nóng nhanh hơn. Nếu mà máy anh em nóng quá mà chơi những cái tựa game nhẹ như Liên Quân cái thứ thì không cần cho vào, chơi vẫn ngon mà máy lại mát hơn một chút. Đến với Liên Quân Mobile, đầu tiên mình sẽ show ra cái phần là pin còn 54%, kết nối wifi, độ sáng đẩy lên khoảng 80. Đương nhiên như mọi video mình đều đã tải hết full gói tài nguyên về rồi, anh em yên tâm. Phần cài đặt thì sẽ là max setting. Ok, chúng ta sẽ có cái phần hiệu suất ở trong game turbo. Ây, lại phải bố floor rồi, anh em yên tâm, mình sẽ gánh team trận này nhá. Có một điều là mình thấy với Liên Quân Mobile đợt này thì có thể là FPS cao ngon ấy, nhưng mà nó hơi rực rực. Thấp nhất cũng chỉ là 59 thôi, nhưng mà nó sẽ kiểu giật lag hơn so với đợt trước khá nhiều. Tần số quét màn hình cao quá là nó cũng bị khựng lag, thế mới hay chứ. Bây giờ thì mình sẽ thử fix bằng cái cách là cho tần số quét màn hình xuống còn 60 nhá. Bởi vì những cái game này thực tế ra là mình cũng chỉ chơi khoảng là 60 FPS thôi mà. Tại sao phải cho xuống 60? Tại vì ấy, nếu mà để có thể là lên 120 FPS thì nó nhảy lên được 62 đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình cho cao nhất là 60 rồi. Lúc này thì FPS chơi ổn định hơn hẳn. Nó sẽ chỉ dao động loanh quanh khoảng 60 thôi. Mình hiện tại thì đang là người xếp cuối cùng trong team luôn. Nghèo nhất team. Đầu hàng luôn anh em ạ. Đầu hàng còn chơi trận mới gánh team chứ. Rồi, rồi, rồi. Sau 10 phút thì dung lượng pin còn 51%. Đây anh em thấy chưa, mình gánh đội này, MVP gánh nhưng mà cong lưng không được. Thôi trận sau mình chơi con khác vậy. Trận này mình dùng Laurel vào bay cân team luôn. Ui xồi, may không đi anh em ơi. Phải nói múa rất là gắt, đến từ Laurel. FPS lúc này thì toàn 60 thôi. Như thế thì mới ngon, còn ví dụ nha, nó lên 62 xong tụt phát xuống 60 là mình biết ngay, nó hơi bị khựng khựng. Mà với những cái trò như thế này, nhẹ nhàng này mà nó còn có một cái gì đó gợn gợn là đã không thích rồi đúng không anh em? Ui dồi ôi, quả cân tim luôn anh em ạ. Mấy ông này vào chán thế nhỉ, không làm gì được. À, ở đây không có AD à? Trời đi, trời ơi, chạy nó bắn chết rồi. Cân 2 rồi, quá đỉnh. Ôi dồi ôi, bật vô địch lên ăn hết rồi. Cố lên, ra đi. Rồi, lên. Hay không bắn trụ đi. Ơi trời ơi, ông là cà rốt này báo quá đi. Thôi rồi. Ôi giời ơi, anh em làm thế chết rồi. Anh em cứ để mình nhá. Ok, anh em thấy chưa? Ổn không? Uy tín nhá. Này. Đó, ok. Rồi. Mặt trước sẽ là 36 độ, mặt sau là chỉ hơn 35 độ thôi. Ok, chúng
chúng ta đã chiến thắng rồi. Sau 28 phút thì dung lượng pin còn 47%. Đây sẽ là cái dữ liệu khi mà chơi Liên Quân Mobile. 3 trận, lần đầu tiên chúng ta sẽ được 60,3 này trong vòng 3 phút. Anh em thấy cái phần biểu đồ đúng không? Đấy, tụt xuống 56 này. Lần 2 được 60,5. Biểu đồ có ngon hơn khi mà giảm tần số quét màn hình xuống còn 60. Bắt đầu con máy này sẽ không thể lên được 62 nữa. Đấy, anh em thấy không? Chỉ 60-61 thôi. Thấp nhất là 57. Trận thứ 3 sẽ được 60,2. Ôi dồi ôi, bắt đầu tầm này múa lau reo có thứ là lạc. Trong trận 4-5 phát mà nó kiểu nó dao động FPS rất nhiều. Thấp nhất đây sẽ là 56 nhá. Mình sẽ sang luôn với Genshin Impact nhá. Với đồ họa trong game thì mình đã để cực cao 60, nhưng mà thực tế ra nó chỉ lên được là 41, 42 thôi. Mình thì cũng chưa xóa roi xe, nhưng mà chơi thì nó nát, thì bây giờ mình chuyển xuống là trung bình nhá. Riêng cái Romeo này mình thấy đồ họa trung bình 60 là nó không xóa, nó không bị lock FPS. Bây giờ mình sẽ đăng nhập lại để xem nó có reset cái cài đặt. Riêng với con K50 này thì mình thấy an tâm lắm khi sử dụng. Kể cả cái khả năng cầm nắm này, xong rồi mặt nâng của nó rất là ổn. Và thì ngày trước mình hay khuyên anh em là không nên mua mấy cái con K50 này, bởi vì nó không được hỗ trợ Romeo ấy. Nhưng mà thời điểm này đã khác rồi, hỗ trợ rất ngon đấy. Thực tế thì chắc là anh em cũng không có nhiều thời gian để chơi game đâu. Cái việc đấy thì cứ để mình lo. Mình sẽ cố gắng làm sao cho cái thời gian ít ỏi anh em chơi game ấy trải nghiệm tốt nhất qua những cái video mình test. Round đầu tiên thì có vẻ là rất lag. Tầm này đánh nhiều nó thành bản năng rồi, mình lé hết skill cũng dính luôn. Anh em nhìn này. Úi dồi. Sorry nhá, tí mình sẽ cắt cái đoạn đấy đi. Đánh vậy mình nghĩ là đủ rồi. Bây giờ cùng mình sang sa mạc nhá. Hà Nội thì đang mùa đông, đi sưởi ấm một chút. Vừa xong trong combat thì không bị tụt FPS, nhưng mà combat xong thì lại bị tụt một phát xuống 45. Thế nó mới đều như. Đây là chưa xóa do xe, không biết xóa rồi thì nó có mạnh lên không. Có một điểm rất là hay là mình thấy máy không hề nóng lên. Trong những cái lần mà chơi game trên điện thoại này thì không thấy nó nóng lên. Thì cái nhiệt độ mà nó truyền vào tay mình không thể nhiều bằng kim loại được. Bây giờ thì khá là ngon rồi, FPS không bị tụt xuống 4x nữa. Mình sẽ dồn 4 cái combo ulti một lúc. Như thế mới khó, nhiều hiệu ứng. Đây, chúng ta đã có 4 cái combo rồi. 1 2 3 4 Rồi, có thấy lag không? Có lag hơn thật. Bây giờ thì mình cũng sẽ làm như bên kia, dồn lại 4 cái một lúc. Đây, có 2 cái rồi. Ok, tiếp theo 1 2 đây 3 4 Úi dồi ôi. Sau khoảng hơn 10 phút chơi Genshin, mình đã thấy máy bị ấm áp lên rồi. Mua con này mà không có sò lạnh nhá, anh em chơi mức trung bình Genshin thì cũng chỉ là được khoảng 10 phút thôi. Sau đó bắt đầu nó rực lag, bởi vì máy nhiệt độ pin, nhiệt độ chip lên cao quá. Nhiệt độ mặt trước của máy khá là ấm áp, lên 45,7 thôi, mặc dù là Dimensity. Mặt sau chúng ta sẽ có là khoảng 45 độ. Ok, lúc này là 46 phút rồi. Dung lượng pin của máy còn 39. 5500 rất trâu. Genshin Impact thì mình được là 54,7. Và đây là biểu đồ của nó, rất là gập ghềnh. Ok, sau cái quá trình chơi game thì mình sẽ có cái phần tổng kết ở đây. Với con Redmi K50 thì Dimensity 8100 nó chơi khá là ngon. Trải nghiệm chơi game trên Romeo này thì không làm mình thất vọng. Máy thì vẫn còn cái ứng dụng roi xe đấy, nhưng mà chơi Genshin Impact nó không hề bị lock FPS, mặc dù nhiệt độ máy lên đến 45 độ C. Và nói đến phần nhiệt độ thì anh em cũng thấy là Dimensity không hề là mát hơn so với Snapdragon. Có một điều nó hơn so với những cái thế hệ là Snapdragon 8 Plus Gen 1 hay 8 Gen 1 đổ xuống, là cái thời gian mà nó tăng nhiệt độ ấy, nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà cái phần nhiệt độ đỉnh cao thì nó cũng sẽ ngang
hoặc là chỉ thấp hơn một xíu so với Snapdragon thôi. Trải nghiệm Genshin Impact thì không có gì để chê cả. Chẳng qua là cái chip Dimensity 8100 quá yếu nên là chỉ có thể chơi trung bình như thế. Đợt này thì mình chưa test game trên Neo 3, nhưng mà mới đây thì có Dimensity Neo 2. Snapdragon 870 thì FPS trung bình của Genshin Impact cùng cái mức setting ấy sẽ chỉ được là 52,9 thôi. Nhưng mà mình đang thấy với Realme UI 3.0 thì con Realme này nó đang bị bóp. Còn với cái trải nghiệm chơi Liên Quân Mobile thì mình thấy đáng ngại khi mà con này không bị lock FPS nhưng mà nó sẽ bị dao động rất là nhiều. Tổng thì cũng cao đấy, được 60,2, nhưng mà nếu mà so sánh với Neo 2 Snapdragon 870, mặc dù FPS của nó chỉ 60 thôi nhưng mà nó ổn định hơn nhiều. Trong trận của Neo 2 nó chỉ có 4 lần là tụt xuống khoảng 57 thôi, còn lại toàn là 60. Với sự thể hiện của 8100 trong thời điểm hiện tại và những cái con chip Dimensity đời trước của nó như kiểu là 1200, 1100 thì mình dự đoán là có thể chơi Liên Quân Mobile Max Setting từ 2 đến 3 năm nữa. Còn với Genshin Impact thì anh em ấy nếu chơi trên điện thoại thì chỉ nên chơi trung bình nhưng khi gắn sò nhá. Còn nếu mà để tốt nhất thì chơi gọi là cực thấp 30 thôi. Mình phải nói thật là như thế. Chứ không thì máy nóng lên rất nhiều và hại điện thoại. Link mua hàng với cái mức giá cực rẻ thì mình sẽ để ở phía dưới phần bình luận hoặc là ghim comment nhá. Cảm ơn anh em đã xem video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.